Hello, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, sự sức khỏe nha. Hiện tại em đang có mặt tại khu vực của xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Và mấy hôm nay thì ảnh hưởng của mưa bão nên ở đây trời mưa gió cũng rất là nhiều. Ở đây tuyến đường đang làm cũng đã bị ngập nước ha. Và khu vực này thì cũng đang tiến hành lót bãi địa nè để chuẩn bị bơm cát vào. Và tuyến đường nhỏ trước mặt chúng ta xe lăn lưu thông đó là tuyến đường 883 mới này, thì theo hướng này quẹo phải thì sẽ đi xuống vòng xoay Bùng Binh Hữu Định của quốc lộ 60, còn quẹo trái sẽ đi lên được đến khu công nghiệp An Hiệp ha, đi lên xã An Hiệp của Châu Thành tỉnh Bến Tre. Và hôm nay em sẽ chia sẻ cập nhật từ đoạn giao với đường tỉnh 883 mới đến cầu Tam Sơn, tiến độ xây dựng mới nhất bà con mình cùng xem như thế nào nhé. Và hiện tại cũng đã đến khu vực của cầu Tam Sơn. Thì cầu Tam Sơn này cũng là cái cầu nhỏ ha, bắc qua con rạch nhỏ chỉ có 3 nhịp. Và hiện tại ở đây thì đang tiến hành làm những cái phần mố cầu nè, trụ cầu cho đường gom. Ở khu vực bên đây thì một bên là Sơn Đông, còn phía bên kia là của xã Tam Phước, Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thì cầu Tam Sơn nối giữa xã Tam Phước và xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Thì khu vực phía bên đây là của xã Tam Phước nè. Thì tiến độ đường gom và đường dẫn của cầu Rạch Miễu 2 khu vực bên xã Tam Phước thì ở bên đây tiến độ giải phóng mặt bằng cũng rất là tốt. Khu vực bên xã Tam Phước này đã giải phóng mặt bằng rất là xa. Em sẽ bay cái đây cam cao hơn và gửi những hình ảnh của khu vực giải phóng mặt bằng đường này. Mời cả nhà cùng xem.